vụ việc bé sơ sinh bị mẹ ném từ tầng 31 chung cư Linh Đàm đã gây phẫn nộ lớn trong dư luận. Mới đây, vì lý do riêng nên gia đình đã từ chối đưa bé về quê mai táng. Thi thể em sẽ được bảo quản và chôn cất tập thể vào cuối tháng 10 cùng 400 thai nhi xấu số khác tại Nam Định. Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 18 tháng 10 năm 2018, người dân tại chung cư Linh Đàm bất ngờ nghe tiếng động lớn. Sau đó, mọi người phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn đã bị ném xuống giữa sân chơi hai tòa nhà HH1 và HH2. Từ lời khai của nhân chứng, bằng biện pháp nghiệp vụ cùng các dấu vết tại hiện trường, công an xác định ngôi nhà ở tầng 31 chính là nơi cháu bé bị rơi xuống. Khi cơ quan chức năng ập vào, có 3 người đang ở trong căn hộ trên. Cụ thể, DTVA, 21 tuổi, chính là sản phụ nghi phạm của vụ việc. Sau đó, nữ sinh VA đã khai nhận, từ sáng 18 tháng 10, cô bị đau bụng nhưng nghi ngờ do tiêu hóa chứ không phải là đau đẻ nên chỉ uống thuốc chống đau bụng. Tới 20 giờ tối cùng ngày, VA tiếp tục vào nhà vệ sinh và đã sinh con tại đây. Do hoảng sợ nên VA đã cho bé vào túi ni lông và vứt qua ô cửa phòng vệ sinh. Xong xuôi, cô tự vệ sinh rồi vào trong nhà nằm. Thấy chân VA có dính máu, D, bạn trai cô lo lắng. VA chỉ nói do tới tháng và bảo D xuống mua băng vệ sinh. Lúc xuống nhà, nghe người dân kể về sự việc, D có nói lại với VA nghe, thì cô gái này chỉ ậm ừ cho qua. Khi bị hỏi, D khai nhận mới yêu bạn gái khoảng một tuần, nhưng không hề biết VA có thai mà chỉ đơn thuần nghĩ bạn gái béo. Suốt quá trình mang thai, VA từng hẹn hò với hai chàng trai khác. Cô gái này đã che giấu rất kỹ, khiến người xung quanh không hay biết mình mang thai. Trên mạng xã hội, VA tỏ ra là một cô gái xinh đẹp, nhân văn. Khi bị bắt, cô vẫn giữ thái độ vô cùng bình thản. Vụ việc sẽ được khởi tố trong thời gian sớm nhất. Theo luật sư, cơ quan chức năng cần làm rõ tình tiết bé sơ sinh chết trước hay sau khi bị ném xuống đất để quy kết đúng người, đúng tội.